xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, nga gây nhiễu vệ tinh của NATO ở Donbass sau khi Ukraine bắt đầu những bước leo thang nghiêm trọng, thực hư ra sao? Trong khi đó, sau nỗ lực bất thành mới nhằm giành quyền kiểm soát một số khu vực ở Donbass, quân đội Ukraine đã bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đang dầu sôi lửa bỏng, nga tuyên bố phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm Terzikon. Người đứng đầu nước này nhấn mạnh. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực củng cố an ninh và tăng cường năng lực phòng thủ của Nga. Về phía NATO, tổ chức này khẳng định bị ông Putin tố lừa dối. NATO nói chưa từng cam kết sẽ không mở rộng quy mô. Cụ thể ra sao? Và cuối cùng, bất chấp những đe dọa và phát ngôn cứng rắn giữa lúc căng thẳng Nga phương Tây leo thang, điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ từ chối tối hậu thư của Nga? Tất cả tin nóng quốc tế sáng ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Nga gây nhiễu vệ tinh của NATO ở Donbass Sau khi Ukraine bắt đầu những bước leo thang nghiêm trọng ở Donbass, Nga được cho là đã sử dụng các vũ khí điện tử và điện tử để tấn công các vệ tinh của NATO. Dữ liệu mới nhất cho thấy một số vệ tinh đi qua Donbass bị áp chế bởi những tổ hợp chưa xác định. Tuy nhiên, xét theo phạm vi gây nhiễu, đó có thể là hệ thống tác chiến điện tử krasukha và một số loại vũ khí khác của Nga. Theo nguồn tin, trên hình ảnh vệ tinh được công bố, có thể thấy luồng tác động bằng sóng vô tuyến điện tử mạnh mẽ đối với những khu vực nhất định ở Donbass và nó được thực hiện từ lãnh thổ Nga. Hiện tượng tương tự cũng đã được ghi nhận từ vài tuần trước. Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý rằng hệ thống phòng không S-300 và S-400 được Nga triển khai gần khu vực này không chỉ nhằm bảo vệ biên giới Nga, mà còn cả không phận DPR và LPR vì Moscow đã tuyên bố sẽ không cho phép bất cứ sự leo thang mới nào trong khu vực. Ukraine tổn thất nặng nề ở Donbass. Nguồn tin cho hay, sau nỗ lực bất thành mới nhằm giành quyền kiểm soát một số khu vực ở Donbass, quân đội Ukraine đã bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Theo thông tin mà trang này nắm được, đã có hàng chục binh sĩ Ukraine thương vong. Kiev phải điều động máy bay vận tải quân sự để đưa xác những người thiệt mạng và sơ tán những người bị thương ra khỏi khu vực chiến trường. Nhóm đầu tiên đã được máy bay IL-76 đưa tới bệnh viện Kiev. Một số hình ảnh lan truyền trên Internet được xác định là bằng chứng cho đợt thiệt hại này của Ukraine, tuy nhiên vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng các nạn nhân. Nguồn tin cho biết thêm, tổn thất nghiêm trọng của Ukraine xuất phát từ các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ của lực lượng dân quân hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Ngoài ra, việc Ukraine di chuyển mặt trận sang phía đông đã khiến họ rơi vào khu vực tấn công của lực lượng phòng thủ DPR và LPR. Giới chuyên gia nhận định, Kyiv đang cố tình che giấu tổn thất ở Donbass vì điều này có thể không chỉ dẫn tới việc binh lính của Ukraine đào ngũ hàng loạt mà còn có nguy cơ dẫn tới một cuộc đảo chính ở nước này. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức trước thông tin trên. Nga tuyên bố phóng thử thành công tên lửa siêu vật âm Tersikon Ngày 24 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa siêu vật âm Tersikon Phát biểu tại một cuộc họp chung của Hội đồng Nhà nước cùng Hội đồng Khoa học và Giáo dục, Tổng thống Putin cho biết, đây là loại tên lửa mới nhất của Nga, có thể tấn công các mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực củng cố an ninh và tăng cường năng lực phòng thủ của Nga. Tổng thống Putin cũng yêu cầu Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov chuyển lời chúc mừng đến đội ngũ nhân viên đã nghiên cứu, chế tạo thành công hệ thống tên lửa trên. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà phát triển, nhà thiết kế, kỹ sư và công nhân liên quan đến công tác phát triển tên lửa này. Về phần mình, Bộ trưởng Manturov cho biết tên lửa siêu vật âm Tessicon đã được phóng thử lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 12 giờ Moskva, 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày giờ Việt Nam. Bị ông Putin tố lừa dối, NATO nói chưa từng cam kết sẽ không mở rộng quy mô. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 23 tháng 12 khẳng định tổ chức này chưa từng cam kết với bất cứ ai rằng sẽ không mở rộng quy mô. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin thẳng thừng cáo buộc NATO lừa dối vì cam kết một đằng là một nẻo. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chưa từng cam kết sẽ không mở rộng. Tổng thư ký Stoltenberg nói với nguồn tin hôm 23 tháng 12. Ông cho biết thêm rằng Hiệp ước thành lập NATO quy định bất cứ quốc gia châu Âu nào cũng có thể tham gia khối quân sự này. Bình luận về các đề xuất an ninh của Nga đưa ra hồi giữa tháng 12, trong đó Moskva đề xuất NATO cam kết kiềm chế mở rộng sang các nước thuộc Liên Xô cũ. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO có quyền bảo vệ tất cả các đồng minh và mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Xu hướng mở rộng về phía đông của NATO luôn là mối quan tâm lớn nhất của Moskva và là vấn đề gai góc nhất trong quan hệ Nga-NATO. Nga từng gọi việc Ukraine đăng ký gia nhập NATO nếu được thông qua sẽ là một động thái vượt lằn danh đỏ. Các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, tin rằng NATO từng hứa với các nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev về việc sẽ không mở rộng về phía đông sau khi Liên Xô tan rã. Năm 2017, một loạt tài liệu được giải mật cho thấy các quan chức Mỹ, Anh, Đức đã cam kết với Điện Kremlin hồi những năm 1990 rằng NATO sẽ không thu nạp các quốc gia Đông Âu. Nhưng sau đó, khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã làm ngược lại và kết nạp Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia. Trong cuộc họp báo thường niên ngày 23 tháng 12, ông Putin tố NATO lừa dối trắng trợn khi cam kết một đằng làm một nẻo. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ từ chối tối hậu thư của Nga? Bất chấp những đe dọa và những phát ngôn cứng rắn giữa lúc căng thẳng Nga, phương Tây leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin cùng lúc đó cũng đánh giá rằng phản ứng của Mỹ trước những yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh mang tính tích cực, mặc dù Washington vẫn chưa trả lời chính thức trước những đề xuất này. Liệu điều, điều đó có đồng nghĩa với việc phương Tây có thể tạm thở phào rằng Nga sẽ không tấn công Ukraine? Thực tế không hẳn là như vậy. Nếu Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quân sự toàn diện ở Donbass, Nga có thể sẽ can thiệp để bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Nga cho rằng nếu nước này không hành động, phương Tây có thể coi đó là sự yếu đuối của Điện Kremlin. Và cuối cùng, Ukraine với sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ có thể giành lại Crimea. Tương lai của Donbass phải được quyết định bởi những người sinh sống ở Donbass, Tổng thống Putin khẳng định trong cuộc họp báo cuối năm. Người dân Donbass từng quyết định tương lai của mình hồi tháng 5 năm 2014 khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố tự trị hay sự độc lập thực tế khỏi Kiev. Dù vậy, cho tới nay, Nga từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này. Trong trường hợp xung đột ở biên giới Ukraine nổ ra, Nga có lẽ sẽ thực hiện chiến lược tương tự năm 2008 và sau khi Georgia tấn công khu vực Nam Ossetia. Vào thời điểm đó, Nga đã can thiệp vào cuộc chiến, đánh bật lực lượng Georgia khỏi khu vực và công nhận độc lập của không chỉ Nam Ossetia mà còn cả Abkhazia. Các bạn phải cho chúng tôi sự đảm bảo ngay bây giờ và ngay lập tức, Tổng thống Putin khẳng định. Hiện vẫn chưa rõ tại sao Điện Kremlin lại gấp gáp như vậy. Hồi đầu tháng 10, Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã viết một bài báo chỉ ra rằng Nga biết cách chờ đợi và Moscow sẽ chờ tới khi những nhân vật ôn hòa lên nắm quyền ở Kiev cũng như thay thế giới lãnh đạo hiện tại. Tuy nhiên, hai tháng sau, Tổng thống Putin đã hối thúc Mỹ cam kết rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Liên minh quân sự này đã từ chối bất kỳ sự nhượng bộ nào về những nguyên tắc căn bản của NATO. Điều đó cũng tức là phương Tây gần như chắc chắn không cung cấp những đảm bảo an ninh mà Tổng thống Putin tìm kiếm vậy thì nga sẽ làm gì đây mỹ cần hiểu rằng chúng tôi đơn giản không thể lùi bước thêm nữa có phải họ đang nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ đứng bên và quan sát tổng thống putin nhận định đồng thời cho rằng washington có thể sẽ thúc đẩy kiev tấn công crimea mặc dù điện kremlin khẳng định rằng ukraine và mỹ đang chuẩn bị các hành động khiêu khích trong đó có tấn công bằng vũ khí hóa học nhưng dường như viễn cảnh đó không thực tế lắm với việc chưa từng có hành vi khiêu khích bằng vũ khí hóa học nào diễn ra Kiev và Washington có vẻ sẽ không tiến hành một cuộc phiêu lưu như vậy ở Crimea. Điều gần như chắc chắn là Mỹ sẽ không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nga và đưa ra đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Về phần mình, các nhà chức trách Nga khẳng định sẽ có kế hoạch B nếu Mỹ và NATO không phản hồi trước các đề xuất của Moscow, mặc dù từ chối bình luận về việc Điện Kremlin sẽ hành động như thế nào trên thực tế các hành động của nga luôn hạn chế hơn so với những dự đoán bởi nước này có những tính toán thận trọng trong quan hệ đối với các nước phương tây thậm chí hiện nay giữa bối cảnh mối lo ngại về cuộc xung đột trên quy mô lớn giữa nga và ukraine ngày càng gia tăng các quan chức quân sự nga vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi với những người đồng cấp phương tây tuy vậy một cuộc tấn công của ukraine ở donbass không phải là điều không thể xảy ra có những dấu hiệu cho thấy một chiến dịch quân sự thứ ba đang được chuẩn bị ở Ukraine và họ đang cảnh báo chúng ta không can thiệp. Tuy nhiên, chúng ta phải phản ứng với việc này theo một cách nào đó. Ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 23 tháng 12. Nga chắc chắn sẽ phản ứng, nhưng Moscow có khả năng chỉ thực hiện một nửa các biện pháp nhằm bảo vệ quyền kiểm soát thực tế ở Donbass, trong khi không hủy hoại quan hệ với phương Tây.